Thủy Bạn là một trong những làng cổ xưa nhất được người Việt thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua bao biển cổ thăng trầm của lịch sử, làng Thủy Bạn ngày nay đã trở nên hưng thịnh. Đến với Thủy Bạn, chúng ta sẽ gặp một hình ảnh vùng quê Việt Nam thanh bình và cổ kính. Những chuyện xưa, chuyện nay đồng vọng bóng thời gian dưới mái đình làng đầy ngưỡng vọng. Người nằm dưới ngôi cổ mộ này là vị tôn thần tiền khai khẩn ra làng Thủy Bạn. Người đã cùng với các huynh đệ của thập nhị tôn phái trầm trải nắng mưa, tạo dựng nên làng Thủy Bạn hàng trăm năm về trước. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là bia mộ ngài chỉ trang trọng ghi công lao của người sáng lập hương hiệu Thủy Bạn, còn lại không ghi tước danh, tên tuổi. Qua tìm hiểu được biết, đó là ý nguyện của ngài trước lúc tạ thế. Âu cũng lẽ thường tình, đối với tính cách của các bậc thánh nhân, khi cần thì giúp ích cho đời, lúc về với mây trời thì nhẹ tựa lông hồng. Về phía tay phải của mộ ngài tiền khai khẩn là miếu Thành Hoàng Làng. Miếu Thành Hoàng Làng nằm trên động cát cao có các cây rừng mát xanh bao phủ. Đây cũng là một nơi linh thiêng được bà con làng Thủy Bạn cung kính khói hương. Theo lời kể của các vị cao niên thì qua những tháng năm binh đao tao loạn, nhưng cây cối ở vùng này vẫn còn. Ấy là nhờ sự linh thiêng của thổ thần bản mệnh mới quy tụ lại làng và phát triển thành danh như hôm nay. Các sử sách cổ sử Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn cho biết, làng Thủy Bạn được thành lập từ rất sớm ở xứ Đảng Trong, là một trong 65 làng cổ đầu tiên của châu Minh Linh, tỉnh Quảng Trị, nay thuộc hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Thủy Bạn đã nhiều lần tách chia, sát nhập vào các tổng, xã khác nhau. Thế kỷ 18 thuộc tổng Minh Lương, thế kỷ thứ 19 thuộc tổng Xuân Hòa, cho đến năm 1958 thì thuộc xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho đến ngày nay. Vào đầu thế kỷ thứ 14 thì ngài vào đây là xây dựng đình làng tại cái khu vực này. Rồi sau đó là cái điều kiện xây lại là ngài đưa về ở dưới một địa điểm khác và xây lại một cái đình mà theo người các cái cụ trước đây kể lại là tầm ngang với cái đình Hà Thường mà rất chi là khang trang. Rồi sau đó là cái đình là nó súng và có nhiều cái cây cảnh tốt đẹp, do đó cái thời kỳ hoạt động chống Pháp cách mạng về là hoạt động cơ là cái nơi cái nôi của cơ sở cách mạng, và Pháp nó là biết được nó đó là nó đưa sang bột nó đốt xong rồi cái thì đến khi mà giặc Mỹ thì làng lại tôn tạo lại, và giặc Mỹ thì nó chống phá nó đốt lại một lần nữa. Và sau đó năm 1973 thì các cái sơ tán từ các nơi về tại địa bàn ở đây, rồi xây dựng dãy làng và làng tiếp tục là xây dựng đình làng tại đây. Thủy Bạn có một vị trí khá đặc biệt, như một ốc đảo xanh được bao bọc bởi sông, ruộng, rú rừng và biển. Có thể coi như một chiếc cầu nối giữa biển và đất liền. Làng Thủy Bạn quay về hướng Nam, giáp hoàn toàn với các làng hoàn toàn nghề nông. Tuy nhiên, về phía đông của làng, vượt qua dãy đại Trường Sa là biển xanh rộng lớn. Ở một vị trí thuận tiện cho giao thương, nên ngày xưa có các hộ dân trong làng đã đầu tư mua sắm ghe bầu lớn để chở hàng hóa, không chỉ giao dịch trong vùng mà còn ra cả nước. Thủy Bạn đã sớm hình thành nên chợ Bạn nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 19. Sau cổng làng khang trang này là ngôi đình làng rất uy nghiêm của làng Thủy Bạn. Đình làng nằm trong khu tâm linh của làng Thủy Bạn, gồm lăng mộ của ngài tiền khai khẩn, miếu thần hoàng và giếng làng. Sự tâm huyết của con dân trong làng và xa xứ, đặc biệt là quyết tâm các bậc hảo lão của thập nhị tôn phái, chính quyền thôn đã tạo nên ngôi đình
như ta thấy hôm nay. Đình làng Thủy Bạn, theo lời kể của các vị cao niên, thì đình làng đã lập từ rất lâu đời. Qua chiến tranh, tao loạn, thống kê đến 5 lần xây dựng, 2 lần di chuyển vị trí với trên hàng trăm năm, 21 đời con cháu trong làng. Ngày nay, tại ngôi đình này, trong năm diễn ra những lễ trọng, các nghi lễ thể hiện sự thành kính với các bậc khai khẩn sáng lập hương hiệu, cũng như cầu mưa thuận, gió hòa và an lành đến cho dân làng. Ở Thủy Bàn là trong một năm có 4 cái lễ chính của làng, tức là lễ đầu năm là ngày Tết, mùng 1, 30 Tết, mùng 1 Tết đó, thì làng tập trung về đây là lo cái việc đình làng của cái chung của làng. Cho đến kéo dài đến ngày mùng 3 Tết là mới hết lễ Tết. Thứ hai nữa là rằm tháng 2 của hàng năm là ở làng đấy là làm cái việc vạn cũng tâm linh ở ngoài biển. Biển cho nên là cũng làm cái lễ để cũng cầu ngư cho ngư dân làm biển. Ngày rằm tháng 6, ngày tế của làng đây, ngày chính thức tế của làng đây thì các bộ lão trong làng tập trung về, còn 3 năm chúng tôi làm lớn một lần. Nhưng hàng năm thường là làm lớn thì có con cháu của trong làng đầy đủ. Nhưng mà nếu đại diện cho làng thì các họ tộc với các ban ngành đoàn thể của làng là về để làm. Đến ngày mùng 1 tháng 9, tức là ngày tạo mồ của ông Hiền Tiên, ông Khai Khánh á, của làng. Từ 3 năm làm một lần, cũng làm lớn lên. Chúng đang hoàng chú đáo qua cái việc các cái ngày lễ thì chúng tôi cũng tận dụng những cái lúc mà có điều kiện cũng trao đổi với con em nói về cái lịch sử của làng để cho con em lớp trẻ nó nắm được, nó có những cái thông tin. Từ bao đời nay, người dân Thủy Bạn luôn có tinh thần yêu nước nồng nàn. Từ những năm 1930 đến 1945, Thủy Bạn là làng nuôi dấu cách mạng, cũng là địa điểm liên lạc căn cứ cách mạng cho đến giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Đã có những chiến công oai hùng và nhiều con ưu tú của Thủy Bạn ngã xuống trên mảnh đất quê hương. Làng Thủy Bạn có 15 bà mẹ được nhà nước phong và truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, hai anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phong trào cách mạng của xã Trung Giang nói chung và Thủy Bạn nói riêng, đặc biệt là nhất làng Thủy Bạn từ thời chống Pháp, thì đây là một cái cơ sở cách mạng hoạt động thường xuyên mà địch hàng năm là về truy lùng và coi như là đột phá dân làng. Người dân của Thủy Bạn là một lòng trung thành đi theo cách mạng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì là những người con của nhân dân Thủy Bạn lên đường làm nhiệm vụ giải phóng quê hương, giải phóng đất nước, đã sản sinh ra nhiều anh hùng, đó đặc biệt nhất là anh hùng Nguyễn Chí Phi và những người đã hy sinh để giành lại mảnh đất cho quê hương, thì phải nói rằng là có hàng trăm liệt sĩ của nhân dân Thủy Bạn. Khi đến với Thủy Bạn, trong câu chuyện làm ăn, đổi đời về kinh tế, thì câu chuyện học luôn là đề tài được bà con nơi đây nhắc đến. Xưa, Thủy Bạn đã có những người đỗ đạt thành tài. Bởi vậy mà dân gian có câu Thủy Bạn, xã Công Hầu, Tể Tướng. Ngày nay, con cháu làng Thủy Bạn rèn đức, luyện tài, chung tay xây dựng quê hương đất nước là niềm tự hào cho dòng họ, cho quê hương đất nước. Thời xa xưa nhờ cái phong trào huyết học của Thủy Bạn cho nên con em của trong Thủy Bạn được làm quan trong các triều đình lớn. Từ chỗ đó cho nên thời đến hôm nay thì phong trào huyết học của Thủy Bạn được duy trì đến ngay bây giờ. Nhiều con em được đỗ đạt vào các trường đại học cao đẳng và coi như là cũng là thạc sĩ, bác sĩ. Và đặc biệt là các cái phong trào huyết học của các chi hội cũng được tổ chức duy trì thường xuyên hàng năm. Đặc biệt là chi hội của phụ nữ, chi hội nông dân cũng hàng năm có cái lễ trao thưởng nhân dịp là rằm trung thu của các cháu. Từ khi xây dựng làng văn hóa vào năm 2022 đến nay, bà con, tinh thần của bà con rất là phấn khởi vì quyết tâm xây dựng quê hương khang trang thịnh vượng, đường làng ngõ xóm rất đẹp, mà các mùa ngày hội thì là bà con tập trung đến nơi khu trung tâm văn hóa của thôn. Tinh thần của bà con thật càng ngày càng cao lên. Mất bao nhiêu đời người, những phù sa chiêu chát của dòng sông nay cũng đã bồi đắp
vun khéo cho những đời dân đã quá nhiều hy sinh mất mát nơi đất này. Về thủy bạn hôm nay, đi trên những trầm tích văn hóa đang trầm mọc bóng thời gian, ở đó có những con người bình dị sau lũy tre làng, nhưng đã góp phần tạo dựng nên văn hiến của dân tộc, để thế hệ hôm nay chúng ta tự hào vì có những miền quê như thế.